Dạ, kính chào cô chú bác, anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam nha. Thì vừa rồi mình cũng có xem cái TV Bạc Hà Núi thì 113 có quay chia sẻ lại một cái trường hợp hy hữu ha, của một bà Tám. Nói chung thì cách đây là nhiều tháng ha, khoảng 6-7 tháng về trước, nói chung là gần khoảng khoảng 8-9 tháng quá, thì cũng đã thấy có quay bà Tám này mấy lần. Thì bữa nay thì xem lại, thấy quay chia sẻ lại là cái kênh TV Bạc Hà Núi thì để mình phân tích, mình tính cũng không có nói, nhưng mà cái gì nó đụng vô cái lý lẽ đúng sai là mình phải nói lại nha. Rồi thấy có cái anh Nhát Chương á, anh Nhát Chương này là anh hay qua cái kênh mình, anh bình luận anh kiếm chuyện, anh bươi anh móc, anh không có nói lý lẽ ha. Nhưng anh này là giống như là anh đâm bi thóc, anh thọc thì gạo ấy. Không có thấy để hình ảnh của anh coi sao, anh đẹp trai cỡ nào ha. Thì trước khi mình đi phân tích vấn đề á, thì phải phân tích để cho bà con hiểu nha. Làm sao mình gọi là cái trường hợp của bà Tám này là một cái trường hợp hy hữu nha. Rồi mình phân tích cho nó rõ. Thì cái kênh đó là quay bà Tám lại, thì mục đích là chia sẻ là bà Tám này uống Bạc Hà Núi là gần 9 tháng, mà có nghĩa là tới bây giờ bà Tám này không sao, có thật sự là khỏi bệnh hay chưa, thì mình sẽ phân tích nha. Thì mình nghe kỹ thì bà Tám này thì cũng trung thực, bà uống được 4-5 tháng thì bà cũng có đi khám lại, thì cái khối u nó nằm y thinh đó ha, như khẳng định là bệnh viện không có khẳng định hết, khối u nó nằm y thinh. Và mình sẽ phân tích cái trường hợp của bà Tám nha, có phải là do Bạc Hà Núi mà nó hết bệnh hay là không, hay là do những cái nguyên nhân gì, hiểu trên góc độ người thầy thuốc, để cho nó xác đáng vấn đề. Và có thực sự là Bạc Hà Núi uống theo công thức như vậy là ai cũng giống như bà Tám hay là không, cái vấn đề để hiểu vấn đề mình muốn nói lâu nay là ở chỗ nào. Thì giờ mình phân tích cái bà Tám này ha. Ví dụ như bệnh bả là giống như cái ngọn đồi đi, thì cái người bệnh là bắt đầu bệnh nha, thì khi mà can thiệp thuốc thì giống như cái thuốc đó là cái sức khỏe, tình trạng sức khỏe là thuốc là nó đưa vô trong cơ thể người bệnh, là phải từng bước một và tăng theo cái tốc độ bệnh. Thì ở trên đây là cái đỉnh ngọn đồi nha. Thì bà Tám này á, là chỉ định của bệnh viện á, là ung thư buồng trứng, thì chỉ định là vô 50 to quá chắc. Thì mình nghe nói kỹ là bà Tám này vô được 48 chai, 48 to nha. 48 to như vậy là có nhiều người, người ta vô sức khỏe ta yếu á, đề kháng người ta không còn á, thì người ta vô vài to đầu thôi là người ta chịu không nổi, là người ta đã ngưng rồi, nó ảnh hưởng tới sức khỏe rồi. Còn cái sức khỏe của bà Tám này vô được tới 48 to thì đánh giá về cái độ nguy hiểm của bệnh đó thì cũng không hẳn là quá quá nguy kịch, quá suy kiệt. Nếu suy kiệt thì bà không được tới 48 to đâu, 48 chai. Như vậy là còn có 2 chai nữa à. Vì thì mình ví dụ là bà đã cũng bệnh của bà cũng gần tới cái ngọn đồi rồi nha. Nếu mà qua được cái ngọn đồi bằng này rồi là bắt đầu xuống dốc và bệnh nó sẽ lui theo, thì cứ kiên trì theo phác đồ điều trị thì nó sẽ lui theo nha. Vậy thì bà Tám bà đã vô được 48 chai, 48 cái liệu trình nha. Rồi sau đó bà uống cái Bạc Hà Núi với lá đu đủ, nhưng mà mình phân tích cho quý vị đó, có thật sự là Bạc Hà Núi nó trị bệnh cho bà hay không. Thì trước đây mình cũng có chia sẻ bà Tám này là nữ,
thì ung thư buồng trứng nha. Thì ở đây thì vô quá chất, quý vị biết vô 48 toa quá chất thì tóc nó rụng là chuyện bình thường, đó là tác dụng phụ của quá chất. Những cái bệnh mà vô quá chất tóc nó rụng, sau này người ta ngưng vô quá chất một thời gian, ăn uống bình thường trở lại là không cần dùng thuốc gì, tóc nó vẫn mọc vẫn đen lại khi hết cái tác dụng phụ của quá chất. Có rất nhiều trường hợp người ta vô quá trị, người ta xạ trị, thường là quá trị mới rụng tóc, rồi hết cái thời gian ngưng quá trị thì tóc nó sẽ mọc lại bình thường thôi, không có gì lạ ha. Rồi như vậy thì mình cũng có chia sẻ một cái ba của một cái người anh, ổng là nam giới thì ổng ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn đó là cuối, sức khỏe quá yếu thì bác sĩ người ta chỉ định là không có vô quá chất được tại vì ông quá yếu. Thì sau đó về nhà đó thì áp dụng cái bài thuốc dân gian là ba cây xả với hai tàu đu đủ, thì người ta kiên trì người ta nấu uống nha, là 3 tháng nấu tới mà những cái dịch hôi thối ở trong cái nó chảy ra từ cái cơ quan sinh dục nam á, nó chảy ra những cái dịch hôi thối luôn nha. Thì sau đó là 3 tháng mới có kết quả. Thì nói chung là cái ung thư, tình trạng ung thư bắt đầu là tiểu tiện này kia ăn uống trở lại bình thường nha, thì sức khỏe coi như là bình phục. Thì như vậy là cái đâu phải là bạc hà núi lá đu đủ là mới chữa được ung thư, thì mình cũng đã chứng minh nha, là cái ba cây xả và hai tàu đu đủ vẫn chữa được ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối. Thì như vậy là mình tách ra, bỏ bạc hà ra, bỏ cây xả ra, bạc hà với xả chỉ là phụ thôi, cái chính là lá đu đủ nha. Thì lá đu đủ vẫn chữa được ung thư tiền liệt tuyến, thì chữa ung thư tử cung là chuyện bình thường nha. Thêm một cái nữa là khi mình chia sẻ, mình nói ngay từ đầu mấy cái kênh YouTube hay cái kênh TV Bạc Hà Núi này nè, TV Tâm Linh này nè, là dựa vô bà Tám, lấy cái hình mẫu của bà Tám là một trường hợp đặc biệt mà gieo rắc và cái hy vọng chia sẻ bà Tám này dùng bạc hà núi như thế này là bà hết bệnh, là bắt đầu đem đi chia sẻ để làm cái minh chứng hùng hồn rằng là bà Tám này theo như kênh là bà Tám này bệnh rất là nặng, bệnh viện trả về nha. Bệnh viện trả về thì người ta đã vô là 48 chai rồi, còn 2 chai nữa thì coi như là quý vị biết là cái về can thiệp bệnh là nó cũng là muốn cái giọt nước tràn ly rồi. Nếu mà thật sự bệnh bà nguy kịch thì bà không vô được tới 48 chai. Như vậy thì uống có 3 ngày cho là xẹp bụng, uống 7 ngày cho là hết bệnh, cho là hết bệnh. Thì lúc đầu mình nghe nói 3 ngày 7 ngày này là mình nói mình là thầy thuốc, mình hiểu góc độ bệnh làm gì mà 3 ngày 7 ngày uống bạc hà núi mà có kết quả liền quý vị. Cái kết quả này có được là do cái 48 chai quá chắc đó nó đã khống chế được cái khối u ha. Bệnh thì mình thấy cái giai đoạn chiến đấu lâu dài, 48 chai vô 48 chai quá chất lâu dài như vậy thì nó suy nhược mệt mỏi, bỏ ăn bỏ uống này kia là đến giai đoạn là nói chung là mòn mỏi là chuyện bình thường, nhưng mà hết cơn bị cực thì sẽ tới hồi thái lai thôi. Sau đó bà uống vô có 3 ngày nó gõ nó xẹp ra liền, nó có tính tẩy sổ ha, nó gõ nó xẹp ra. Rồi 7 ngày là nói là ổn. Nên như vậy ổn có thật sự là do bạc hà núi và lá đu đủ hay không? Trong khi bắt đầu từ lúc mà chia sẻ bà Tám này thì làm cái tiêu đề, làm cái hình mẫu cho các cái kênh khác nha, cho cổ xí nhiều người khác, bà Tám này bà bệnh nặng thế như này nè mà bà uống còn hết. Đó là nói chung là bạc hà núi với lá đu đủ là thằng dược là thuốc tiên nha. Thổi phồng nó lên nha. Nhưng mà sau đó người ta xin bạc hà núi về, như vậy thì mình chia sẻ quá dội vàng. Vấn đề tôi đặt ra là có phải ai cũng uống giống như bà Tám này, uống 3 ngày
tới 7 ngày là có kết quả hay không. Tôi theo dõi nhiều người uống tới 3 tháng 5 tháng, tới bây giờ còn những trong cái bình luận của chính cái bài chia sẻ này của TG và Hà Núi Kỳ 113 này, là người ta bình luận người ta uống 5 tháng 3 tháng còn chưa có kết quả nữa. Như vậy thì có phải là ai cũng uống giống như bà Tám này không, uống 3 ngày 7 ngày có kết quả hay không? Mà mấy anh chia sẻ, mấy anh muốn dẫn dắt dư luận là ai cũng phải uống như bà Tám này, có kết quả như bà Tám này, mấy anh mới chịu. Còn tôi đưa lên, tôi chia sẻ, tôi theo dõi từ những cái bài các anh đăng, sau đó các anh mở rộng ở rất là nhiều thể bệnh khác, bệnh tim, bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp, bệnh xương khớp, ha, bệnh trĩ, bệnh gì, bệnh quýt, bệnh gì, mấy anh chia sẻ đủ loại hết. Như vậy thì mình nói là bà Tám này bệnh rất nặng, mà bốn có 7 ngày bà hết, 3 ngày bà có kết quả. Vậy thì tại sao những bệnh khác nhẹ hơn rất là nhiều, nhẹ hơn bà Tám rất là nhiều mà tôi uống không khỏi? Như vậy thì ở đây là gì? Tôi thấy nhiều người bình luận vô, uống vô là thời gian là người thân ta cũng chết, người ta ảnh hưởng sức khỏe nha, người ta không qua khỏi. Thì bắt đầu tôi thấy mấy anh có sự lấp lửng là mấy anh xóa những cái bình luận đó đi. Để chi? Để khẳng định là cái anh, mấy anh muốn nói, mình muốn truyền tải tới mọi người là bà Hà Núi lá đu đủ là thằng dược, là thuốc tiên. Thì nếu như mà mấy anh nói, mấy anh cho là mấy anh không chấp nhận cái kết quả tôi đưa lên một số trường hợp, sau này tôi thấy số trường hợp tôi đưa lên người ta uống 1 tháng rưỡi, người ta uống 5 tháng, thậm chí đến tôi uống 5 tháng, uống tới nguy kịch luôn, người ta không hết, thì tôi đưa lên, mấy anh nói là tôi đưa lên để tôi bôi nhỏ, tôi gọi là phản pháo hay là đưa nói thông tin sai trái sai lệch nha. Vậy thì nếu mấy anh nói đúng thì mấy anh cho là ai uống cũng giống bà Tám, hay ai uống cũng hết, 100 người uống là phải 100 người, 1.000 người uống là phải 1.000 người hết, 1.000.000 người uống là phải 1.000.000 người hết. Nhưng mà trên thực tế là có phải như vậy hay không? Có phải ai uống cũng hết, ai dùng cũng khỏi hay không? Cái vấn đề tôi đưa lên nha, thì sau này quý vị thấy đó, người ta uống vô có những cái kết quả là nó ngộ độc nha, bị ngứa, bị ngộ độc, uống bị viêm ruột, tắc ruột. Thì quý vị cho là tôi như vậy là tôi đưa lên, tôi nói thông tin sai, là tôi phao tin, tôi đồn nhảm là cho người ta sợ, người ta không có uống bà Hà Núi, người ta sẽ chết nha. Giống như ông chú ba ở Thổ Sơn ha, ông nói là tôi đưa lên thông tin làm cho người ta sợ, người ta không dám uống nữa, người ta chết, chết hàng ngàn người nha. Thì tôi thấy cũng có nhiều vấn đề ở đây này quý vị. Chú Ba cũng là người tu, chú Bảy cũng là người tu, kể cả anh TG này cũng là người tu, anh CB là kênh số 2 cũng là người tu, anh TH ở Vĩnh Thạnh Cần Thơ cũng là người tu nha. Thì quý vị nên nhớ, mình là người tu thì mình có trong cái bát chánh đạo, tôi nói cho quý vị nghe, bát chánh đạo là 8 cái điều mà phải làm chân chánh. Cái điều thứ nhất là chánh kiến, điều thứ hai là chánh tư duy, điều thứ ba là chánh ngữ, điều thứ tư là chánh nghiệp, điều thứ năm là chánh mạng, điều thứ sáu là chánh tinh tấn, điều thứ bảy là chánh niệm, và điều thứ tám là chánh định. Thì ở đây là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 4 cái chánh ban đầu nha. Là tôi thấy quý vị phạm, quý vị là người tu mà quý vị nói trong đó là tôi thấy 4 cái đầu thôi quý vị phạm vô, quý vị nói không có chánh kiến nha, cái tư duy quý vị không có chánh, cái ngữ quý vị nói cũng không có chánh, cái nghiệp quý vị làm cũng không chánh luôn nha. Thì bởi vậy tôi mới nói là tu đúng tu sai là chuyện quý vị, nhưng mà quý vị đang làm sai. Cái ý kiến mình đưa ra là mình chủ quan,
Như vậy thì quý vị cho là cái bà tám này bà uống được, bà hết bệnh chủ quan là mình cho là bà hà núi nha. Nhưng mà theo góc độ chuyên môn của tôi thì tôi phân tích mới nãy tôi đưa ra đó, người ta uống ba cây sả với hai tàu đu đủ, cái ung thư tiền liệt tiến giai đoạn cuối bác sĩ chạy người ta uống cũng hết vậy, vậy đâu có liên quan tới cái bà hà núi. Cái tôi nói là cái trường hợp là do lá đu đủ nha, tác dụng một số trường hợp nó có tác dụng. Ở đây quý vị muốn là gì, cái trong cái tê giây bạc hà núi kỳ 113 cuối cùng cái ông chú bảy ông muốn nói nhắn gửi, ông nói là tại vì có nhiều người đang đặt đơn hàng từ chỗ của ông mà tự nhiên người ta không đặt nữa, người ta điện tới người ta sợ người ta không uống, thì ông sợ người ta uống người ta không uống nữa người ta chết, tội nghiệp người ta nha. Thì chút xíu nữa mình sẽ phân tích chết là tội nghiệp hay là uống uống không uống nữa chết tội nghiệp. Người ta không uống thuốc của ông nữa thì người ta đi tới thầy, tới thầy thuốc, tới bác sĩ, tới bệnh viện, người ta sẽ có nhiều cái hướng để can thiệp. Rồi bây giờ là theo nghe theo lời ông uống uống cho tới chết thì cuối cùng là người ta không không còn cái lựa chọn khác, ông phải kêu người ta phải đi theo cái bạc hà núi, trong khi người ta uống không được không chịu, là mấy ông đang di ý chí đang chủ quan đang muốn cổ xí người ta phải tin tưởng tuyệt đối vào bạc hà núi, không cho người ta có cái sự lựa chọn khác. Trong khi đó nếu mà cái công thức mấy ông đưa ra, ví dụ như 10 người uống giống đều giống như bà tám hết, đều hết bệnh như bà tám hết, hoặc là không giống bà tám 7 ngày hết thì phải 2 tháng, phải 3 tháng, phải 5 tháng hết, thì tôi đồng ý. Cái nữa tôi nói là gì, ban đầu mấy ông chia sẻ mấy cái bệnh ung thư thầy chê bác sĩ chạy rồi thì tôi nói uống cũng chết không uống cũng chết, thì giác đó quý vị đánh cược tôi chịu, cho người bệnh cổ xí cho người bệnh uống, giới thiệu cho người bệnh uống là tôi chịu. Nhưng mà cái cách giới thiệu của quý vị tôi không chịu, thì quý vị khi quý vị giới thiệu quý vị phải nói rõ là tôi thấy bà tám này, bà ba kia, bà bốn nọ, bà uống khi mà hết tất cả các cái thuốc mà uống chưa có đáp ứng, hoặc là nó đang trên đường đáp ứng, chứ không phải mà mình thấy nhảy qua mình uống mấy ngày mình tuyên bố hết. Cái công lao đó nhiều khi là của bệnh viện, của hóa chất, của xạ trị, của thuốc nam thuốc bắc, người ta uống nó cũng gần lui rồi, tới mình uống có mấy ngày mình tuyên bố hết là sai, là phản khoa học. Cái tế bào, cái ung thư, cái khối u nó muốn phân hủy nó phải có thời gian bao nhiêu tháng, 3 tháng, 7 tháng, 10 tháng. Bệnh viện người ta dùng hóa chất người ta đưa vô người ta diệt tế bào ung thư mà ta còn không diệt liền được, thì thuốc nam của mình làm cái gì mà đưa vô uống mà tan được tế bào liền tức khắc, cái chuyện đó là chuyện không thể ha. Cho nên mình mượn một hai trường hợp hy hữu mình đưa lên, mình cổ xí lên như vậy làm cho cái người bệnh người ta hiểu lầm, người ta tưởng thiệt, thì bắt đầu người nhà ta bệnh. Nói chung là khi mà có bệnh nan y này nọ kia trong mình mà nghe quý vị đưa lên một cái bài thuốc nó quá hay quá tuyệt vời thì người ta phải theo, và người ta phải 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 phải, phải tin tưởng, phải theo và thấy quý vị đưa là bà tám này quá tuyệt vời. Nhưng mà khi người ta uống vô thì bắt đầu người ta mới thấy nha, trải nghiệm thì thấy 10 ngày, nửa tháng, một tháng rưỡi, thậm chí như kênh Hương Gan đưa chú Ba cũng giống như nhà thuốc mình đưa chú Ba lên uống ha, uống ngày ngày cũng cứ chì di chốc dãy, rồi đầu tháng rưỡi tuyên bố hết bệnh, vài tuần sau ổng mất. Như là trước đây bệnh nó rề 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 mà ổng không mắc, nhưng mà sau đó đưa đến bà Hà Nội uống mất. Chú Ba trong nhà thuốc mình ha, uống cuối cùng chỉ đặt tên tiêm thôi mà uống cuối cùng, nghe theo quý vị uống uống hai sáp, một sáp uống khoảng tháng mấy xong quay lại là tắc ruột, thối ruột, rồi mình đưa lên. Cái ông bên Đồng Tháp đi qua kiếm bạc Hà Núi uống, không có bạc Hà, không gặp bạc Hà Núi, gặp mình thấy ông quá mê bạc Hà Núi, mình chỉ muốn bạc Hà Núi, mình nói khi nào ông muốn mà bạc Hà Núi mà không hết thì ông quay lại tôi mới giúp, còn bây giờ ông thích uống ông cứ việc uống, tôi đâu có giành. Xong ông uống một tháng rưỡi bắt đầu là bỏ ăn, ăn yếu, bụng trướng lên giống như là ông già vợ của huynh đệ trong nhà thuốc tôi ha, đang uống thuốc nam thuốc bắc của tôi ổn, khối u đã ổn, bệnh viện chê trả về
không dám mổ, uống thuốc nam mình nổ. Nghe quý vị ca ngợi bà Tám này bệnh nặng cỡ đó, bệnh viện trả về cỡ đó, uống còn hết nữa. Nhiều người cổ xí, cái bà ở sớm bắt đầu bà nói tôi uống tháng rưỡi nay quá khỏe, bệnh tôi sắp hết luôn, lấy về giới thiệu cho ông già vợ của huynh đệ tôi uống 2 ngày. 2 ngày vô là bí đái bí ỉa, bắt đầu nó ứ tích nữa, là đau nhào lăn lộn dễ chết. Nghe chính người nhà con gái của ông chú đó nói, ông chú đó giờ cũng mất luôn rồi. Sau đó là chướng cái bụng lên, tôi giải tôi cứu được thời gian nha. Nhưng mà sao nói như này là ông không có đáp ứng được với thuốc nào nữa chứ, ông ngán thuốc luôn, ông sợ thuốc luôn, ông không dám uống nữa. Rồi cuối cùng là cũng cầm cự và ông cũng mới chết cách đây khoảng 1 tháng nha. Rồi cái bà mà cổ xí bà Hà Núi đó, sách bà Hà Núi đem cho ông uống, nói tôi uống khỏe, uống hết bệnh rồi đó. Thì xin lỗi quý vị, nghe bà đó là bà uống, bà đưa cho ông chú này uống bị trúng độc. Ông chú này chưa chết thì 1 tuần 2 tuần sau là bà đó mới chết trước. Kế nhà bà xách qua cho một người uống, người bệnh nặng nó uống, người đó cũng chết theo luôn, mà người đó cũng đang uống thuốc cô Vũ. Thì quý vị chia sẻ, quý vị nói thuốc của quý vị là thằng dược là thuốc tiên. Tôi góc độ tôi là thầy thuốc, tôi không được phép lên tiếng, tôi không được phép phản ánh là ai uống là vô có sự cố hay sao. Quý vị chia sẻ người này hết người kia hết, nhưng quý vị nên nhớ một điều nè, quý vị chưa có làm báo cáo. Một cái loại thuốc quý vị phải làm báo cáo, quý vị áp dụng trên bao nhiêu người, quý vị ghi chép cẩn thận lại, thể bệnh gì, trị bệnh gì, quý vị nghiên cứu. 100 người uống như vậy, ví dụ như ung thư buồng trứng giống như bà Tám, là quý vị phải ghi nhận 100 người uống, từng cái độ tuổi, mỗi người như tuổi, địa chỉ, đâu, số điện thoại. 100 người uống như vậy, kết quả sau 3 tháng, sau 5 tháng là như thế nào? Khi có kết quả rõ ràng 100 người uống này, mà tôi nói hết được 50 người thôi, không cần 100, thì quý vị hãy chia sẻ. Còn cái này bà Tám này là trường hợp hy hữu, một mình bà, tới bây giờ bà chưa sao, bà chưa sao nha. Tại vì tôi nghe nói là cái khối u của bà nó khám lại nó còn y thinh rồi, nó không có biết, nó chai nó nằm rồi đó thôi, chứ không phải là hết. Nếu mà thực sự hết, bà Tám này bà trung thực chỗ đó. Còn tôi nghe nói bà lấy cho 50 người uống, nhưng mà chỉ nghe nhắc cái trường hợp ung thư máu thôi, còn 49 người khác là còn đủ 49 người hay không nha. Thì mình muốn chia sẻ một cái thuốc, làm thuốc, nghiên cứu thuốc, chia sẻ thuốc thì phải do cái người có chuyên môn, có nghiên cứu về thuốc nha. Nhắc cái chú Hai Tâm, chú Hai gì đó, tôi không biết ông đó, ông thầy ông đó ông ở chỗ nào, ông nghiên cứu áp dụng cái bài thuốc đó được trên bao nhiêu người rồi hả? Ông ghi nhận được bao nhiêu người rồi? Có phải trước tới giờ ông cho 1.000 người, 1 triệu người, 1.000 người, 1 triệu người đều hết hay không? Mà mình đi chia sẻ, mình cổ xí. Bây giờ ví dụ như tôi nói góc độ người nào mà thầy chê bác sĩ chạy là hết đường rồi thì uống bà Hà Núi, một sống hai chết tôi không nói. Nhưng sau đó quý vị mở rộng ra, quý vị cố ý quý vị nói là gì? Cỡ bà Tám bệnh viện chê trả về nặng dữ nha, mà uống có 3 ngày 7 ngày còn hết, uống gì những cái bệnh khác, những bệnh nhẹ thì bắt đầu mở ra thêm những cái bệnh khác. Thì ở đây tôi theo dõi, tôi nghiên cứu, hầu như là trung bình tôi thấy 100 người, 1.000 người thì uống bạc Hà Núi trong tháng rưỡi đầu là gần như là ok, khỏe bớt, là do tác dụng của lá đu đủ. Tôi là góc độ thầy thuốc, tôi hiểu lá đu đủ nó có tác dụng gì, hỗ trợ điều trị ung thư, chữa nhức mỏi xương khớp, đó là hỗ trợ bệnh phổi, tăng được cái đề kháng, cái hệ miễn dịch lên, thì uống giai đoạn đầu thấy khỏe bớt. Nhưng sau đó là gì? Số người uống sẽ lờn thuốc, nhất là bệnh đường ruột thì cái trong cái mũ đu đủ nó có cái chất giống như enzyme pepsin, nó sẽ phá đường ruột, ảnh hưởng tới cái bao tử. Còn bà Hà Núi quý vị nấu rồi thì cái lát quý vị nấu chín nó ngậm vô vẫn sưng mỏ 1 tuần lễ nha. Rồi như vậy thì trong cái xác nó vẫn còn độc tố, thì cái nước nó vẫn còn độc, nhưng mà ít thì nó không đủ chết, nhưng uống lâu dài nó sẽ thấm. Thì nói bà Tám sao bà uống tới giờ bà không thấm, bà không thấm có nghĩa là người khác cũng giống như bà không thấm hay sao? Nhiều trường hợp tôi uống vô tôi bị nhiễm trùng, nhiễm độc, là mấy trường hợp đó là tôi nấu dốc hay sao? Mình chia sẻ
là mình nói thằng dược thuốc tiên ai uống hết ai dùng cũng khỏi, nhưng mà cái nghịch lý là rất là nhiều người uống không khỏi. Nhiều người là người ta nói ồ sao chia sẻ thấy hay quá mà tôi lấy về cho người thân tôi uống không được, cũng không giống vậy. Thì chính người bệnh người ta lên tiếng mà chứ bộ tôi nói đâu. Cái gì có đi thống kê hết chưa? Cái gì thống kê là cái gì cho 1 triệu người là có phải 1 triệu người hết không? Rồi sau này cái vấn đề mà TG Bạc Hà Núi kỳ 98 đó, mấy nói ngược lại nói theo miệng tôi nha. Rồi tôi cũng có làm tiếp tôi nói rồi, anh mới nói là đâu có phải cổ xí đâu, đâu phải kêu uống theo công thức là 250g Bạc Hà Núi tươi, 200g lá đu đủ đâu. Ai uống được nhiều uống được, tìm thầy tìm thuốc khác. Nhưng mà xong rồi kỳ 98 xong rồi anh quay ngược lại cái Bạc Hà Núi kỳ 113 thì cái lời nhắn gửi của ông chú Bảy đó, ông lại sợ người ta không người ta sợ là Bạc Hà Núi tôi nói có sự cố này nọ kia, người ta sợ không uống. Là ông này ông cũng muốn là kêu người bệnh hãy quay trở lại uống đi đó. Thì cái tôi thấy ông này là một cái ông tu sĩ, nhưng mà ông sao ông lại có cái thiết tha vấn đề mà bên thuốc ông kêu người ta uống thuốc đó. Cái trách nhiệm mà quan tâm sức khỏe của cộng đồng, của người dân là cái trách nhiệm của ngành y tế ha, của y bác sĩ, chứ đâu phải trách nhiệm chính của người tu. Mình chia sẻ đúng ha, đúng thực tế, không có sai. Nhất là về thuốc men là làm trên sức khỏe mình nói. Quý vị là người tu, quý vị phải chú ý cái điều đó, về cái tội và cái phước nhiều hơn người bình thường. Mình chia sẻ bà Tám này uống, nhưng mà người khác uống không được, uống có thể nguy hiểm tính mạng, vô tình làm hại người ta là tội dữ lắm. Cái chuyện đó là quý vị không có hiểu được. Tôi mới phân tích cho quý vị nghe, mà tôi phân tích cho quý vị nghe, tôi nói càng nhiều clip thì giống như quý vị càng ghét tôi. Ông này ông cứ lựa người này người kia không hết, lên ông công kích, ông nói bà Hà Núi tôi này nọ kia, mà trong khi đó là thực tế nó là như vậy. Chứ phải như thuốc quý vị chia sẻ 100 người uống hết 100 người thì tôi nói làm cái gì? Rồi những người mà tôi đưa lên là tôi dựng chuyện, tôi mướn họ lên hay sao? Cái đó là có rất là nhiều cái người nói rất nhiều, chứ không phải một clip tôi đưa lên thì 3-7 người. Những tay đó là những tay cổ xí Bạc Hà Núi, thường có những cái bình luận ha, ở trong kênh, mấy cái kênh chia sẻ là nhảy vô là ca ngợi khen, bình luận tôi uống hết khỏe bớt này nọ kia đồ ha, người nhà tôi uống hết, cả gia đình tôi uống hết, nói tôi uống có sao đâu này kia, rồi đầu nhảy qua kênh mình là bắt đầu kiếm đường chửi bới này nọ kia, nhưng mà không hiểu tôi đang nói cái gì ha. Thì mình kích động cái một số cái người ha, thì quý vị tin thì quý vị cứ dùng, cứ lấy cho người nhà mình dùng, mà để sau này coi có giống như lời tôi nói hay không. Uống ban đầu khỏe bớt đó, nhưng mà sau này là nó sẽ phân hóa, người nào không hết là không hết, người nào mà bị nhiễm đó là độc này nọ kia nặng hơn thì nặng hơn, người nào mà coi như là thuốc thì nó chỉ là thuốc thôi, chứ không có cái nào là thằng dược thuốc tiên. Sau đó tôi thấy có rất nhiều trường hợp nó rất là nguy hiểm, quý vị đẩy nó lên quá cao, quý vị lôi ông sư vô, thứ nhất là lôi một số ông thầy thuốc vô, mà mấy ông thầy thuốc đó là tôi làm thuốc là tôi không ưa mấy ông mà mê tín gì đâu. Làm thuốc là làm trên mạng người là phải theo biện chứng, tôi không ưa những cái người làm thuốc mà theo mê tín gì đâu ha. Mình theo mê tín gì đâu thì mình phải hiểu, mình là người tu, ví dụ tu thì phải hiểu cái lực nhân quả của nhà Phật ha, chứ không phải mà thuốc đưa hai thứ thuốc này mình gọi là thằng dược thuốc tiên, có thể cải tử hồi sinh, có thể là ngăn chặn được cái lực nhân quả. Ví dụ họ tới ngày tới giờ họ thì họ sanh lão bệnh tử, họ bệnh họ mới tử, họ quý vị cho là thằng dược thuốc tiên gì là quý vị cản được cái sự tử của họ ha, và cản luôn cái lực nhân quả, cản luôn cải số luôn. Nó như là nó khoảng khoa học, nó khoảng kể cả cái lực nhân quả của nhà Phật. Nó, mình chia sẻ nó phải đúng. Bởi vì ban đầu tôi nói là nhân tuy thiện nhưng quả bất lành. Mình đem cái chuyện thiện là của cái bà Tám này bà uống hết nè, rồi mình đi rêu rao, mình quảng bá với người khác, quảng bá mình kéo theo nhiều cái tên khác quảng bá. Hãy uống Bạc Hà Núi đi, thằng dược thuốc tiên mà bà Tám này bà uống hết nè. Nha. Thì ai đó hãy uống đi, hãy uống đều giống bà Tám này hết. Nếu giống thì tôi đâu có nói gì. Nếu thực sự ai uống cũng giống bà Tám này tôi nói làm gì? Tôi nói chị cho mắc mệt, nói chị những gì thù ghét tôi, mà quý vị không hiểu tôi nói gì nữa. Tôi nói là bệnh là không có ai giống ai hết trơn,
là thầy tổ ngày xưa phải viết ra dược lý, tìm dược lý, y lý, rồi bệnh trạng, rồi bắt đầu mới viết sách, rồi theo âm dương ngũ hành mới tìm thuốc trị bệnh, theo là biện chứng luận trị bệnh gì dùng thuốc gì theo âm dương ngũ hành người ta, chứ đâu mà có một vị hai vị thuốc mà quý vị nói thằng dược thuốc tiên, như là cần gì mà mấy thầy tổ hồi xưa phải viết sách lại, phải đi nghiên cứu thuốc nào có độc, thuốc nào không có độc. Trong khi đó ví dụ như bài thuốc nhân gian người ta lá đu đủ củ sả người ta chỉ hết biết bao nhiêu bệnh đó, sao người ta không có đưa lên nói là thằng dược thuốc tiên như quý vị. Cái bài đó nó an toàn hơn cái bài là bà Hà núi lá đu đủ. Bà Hà núi lá đu đủ uống dù uống được người, giúp được người hại người, cái mà giúp được người hại người sao gọi là thuốc, người này uống được mà người kia uống hại thì mình có nên chia sẻ không? Ở góc độ quý vị là cái người mà có đạo đức, có người là người tu nhân học Phật thì quý vị phải hiểu cái chuyện đó chứ. Thuốc mà giúp được người này mà cổ xí cho người khác uống, người ta hại hại tới sức khỏe người ta, hại tới cái tánh mạng người ta, thì như vậy là cái chuyện đó là sao, là tại người ta xui hay sao? Nếu người ta quý vị nói rồi, quý vị kể công mà người này uống người kia uống hết bớt, quý vị kia sẽ hôm nay ví dụ như là bà Hà núi quý vị là mở lại là như cái NTV đó, mở tới kỳ 120 rồi. Vậy thì hiện nay là gì, gần 1 triệu người uống thì mới mốt em anh phải đưa 1 triệu người uống lên có kết quả, thì mấy anh hãy khẳng định là bà Hà núi là thằng dược thuốc tiên, ai uống cũng hết, ai dùng cũng khỏi. Mà anh hãy nói là tôi nói sai, trong khi tôi đưa lên nhiều trường hợp gặp sự cố trong nhà thuốc tôi, là ba thân nhân trong nhà thuốc tôi đã uống bà Hà núi nguy kịch tới tính mạng 3 người rồi. Xung quanh tôi là những người bệnh khác là vô số, các sư huynh đệ sư phụ của tôi ở nhiều chỗ nhiều nơi, hàng ngày người ta dẫn cấp cứu các cái trường hợp mà uống bà Hà núi quý vị chia sẻ người ta bị nguy kịch. Tôi đưa lên, tôi chia sẻ lên để cho bà con người ta thấy tôi phân tích rõ, nó không phải là thằng dược là thuốc tiên, nó chỉ là những cái bài thuốc dân gian thông thường thôi, có thể nó sẽ hợp với người này mà không hợp với người khác. Quý vị chia sẻ, quý vị phải nói công tâm rõ ràng, bà Hà núi nó có độc, lá đu đủ nó cũng có độc, bây giờ bệnh nào thầy chê bác sĩ chạy uống hết, quý vị uống thử thôi, may thì quý vị hết, còn không may thì khó uống hay là uống nó bị ảnh hưởng sức khỏe thì quý vị ngưng, quý vị tìm thầy tìm thuốc hoặc quý vị vô bệnh viện. Nhiều người ta uống người ta bị nhiễm trùng, người ta trúng độc người ta đi cấp cứu, tôi đưa lên người ta quay trở lại người ta còn sống, người ta quản hồn quản vía, người ta nói để cho các người khác nghe cảnh giác. Nhiều người uống khối u một, khối u thành hai khối u, nhiều người uống bị nặng hơn, bị nguy kịch, người ta mới đầu người ta cũng tin tưởng vậy đó. Tôi đưa lên có nhiều người trong đó tôi đưa lên là người ta chửi tôi, nhưng mà sau này uống tới 5 tháng 6 tháng người ta mới hiểu điều tôi nói là đúng. Vì tôi nói tôi cảnh giác cảnh giới cho mọi người là thấy để mà đưa ra cái lựa chọn của mình để bảo vệ sức khỏe của mình là tôi sai với quý vị. Tôi nói vậy là quý vị nói là tôi vi phạm y đức, vi phạm đạo đức xã hội, đủ thứ chân, là tôi sẽ bị quả báo này nọ kia. Quý vị đâu, quý vị nói tôi không à, những cái người mà cổ xí bà Hà núi quý vị nói tôi không à, mà quý vị không có phân tích kỹ. Mấy cái ông thằng YouTube này nè, mà không có biết về bệnh lý, về thuốc men đâu. Tôi nói quý vị bây giờ đơn giản là cơm thôi, cơm quý vị ăn hàng ngày, quý vị ăn được, đúng không? Ở Việt Nam mình hầu như là ăn cơm, quý vị ăn được, mà người bệnh thương hàn ăn được không? Người bệnh thương hàn cái đường ruột ta nó bị mỏng rồi, ăn cơm vô được không? Ăn vô trúng chết liền. Chứ đừng nói chi là thuốc có độc. Rồi cái người bệnh, cái cơ thể người ta đường ruột ta cũng hư si, cũng mỏng, cái kiểu đó đó. Cái gì đưa cái thuốc có độc vô, nó phải công, nó phát lên là nó hại người ta không? Rồi lỡ như mà mình chia sẻ, mình nói hết là công trạng của mình, là được bao nhiêu người hết, là công trạng của mình, là nhờ mình. Là có quý vị làm người bệnh mới hết bệnh, còn không có quý vị là người ta không hết bệnh được. Cơ thể con người nó có khả năng tự miễn tự chữa bệnh là một, không tự chữa được thì đi vào bệnh viện gặp thầy thuốc nam thuốc bắc, người ta cũng có thể can thiệp bằng các cái thứ thuốc. Trong nhiều năm qua là tôi là cũng chữa được nhiều bệnh nan y, ví dụ như là cái em mà tôi đưa lên đó. Có một cái em mà tôi đưa lên, em tên Thành ở Bến Tre, ung thư hậu họng, bác sĩ chạy trả về núi Cấm, là lên trên đó là coi như kiếm cái chùa cái am cái cốc vậy ở đó chờ chết. Nhưng mà cuối cùng tôi chỉ tới bây giờ em nó cũng hết hết ung thư họng rồi. Tôi chỉ bằng thuốc nam, bằng những cái kinh nghiệm của sư phụ tôi chỉ lại, tôi chỉ cũng được vậy. Có nhiều người bị u hạch ác tính, bú cổ độc,
u ngực, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, hay là cái em mà gần đây tôi chia sẻ một cái giáo viên ở Bình Mỹ Châu Phú, nguyên gia đình bị ung thư chết cũng hết rồi, người cha cũng bị ung thư tiền liệt tuyến luôn, rồi con gái là cái cô đó, đó là một giáo viên nữa, đồng nghiệp với tôi, xin nghỉ dạy luôn, bệnh quá trời ung thư nè, polyp mặt nè, gan nè, thận nè, đại trường nè, chỉ nè, đa nang buồng trứng nè, coi như là suy nhược toàn bộ cơ thể, ung thư tùm lum ác tính, bệnh viện không can thiệp nữa, canh thao vàng giọt, rồi tới tôi cũng chỉ được vậy. Tại sao tôi không làm mấy clip lên tôi đưa lên là tôi là thằng y, tôi là thuốc tôi hay, thuốc tôi giỏi, tại sao tôi không làm? Rất là nhiều trường hợp, nhiều người bệnh ta tới ta báo cáo, nói thầy ơi lúc đó tôi nhờ thầy cứu tôi, tưởng tôi chết, ung thư bệnh viện chạy mà tới giờ tôi còn sống nhăn nè. Sau đó nhiều người khác chỉ tới, ở ngoài Châu Đốc có mấy trường hợp mà đó thầy cứu tới giờ nó còn sống, tới giờ nó chỉ tôi vô mấy năm nay mà tôi không vô, giờ tôi thấy nó còn sống tôi thật sự tôi tin tôi vô tôi gặp thầy. Tại sao tôi không chia sẻ? Nếu tôi khoe tài tại sao tôi không chia sẻ? Tại vì mình hiểu như thế này, thuốc người này dùng được chưa hẳn là người khác dùng được ha, cho nên mình không có chia sẻ được. Chừng nào mình muốn chia sẻ, giống như thuốc bệnh viện cái COVID-19 gì rồi đó, cái vaccine đó, 100 người dùng là phải 100 người an toàn, là phải có 2 miếng dịch hết thì người ta mới công nhận nó. Bài thuốc gì cũng vậy, mình phải dùng trên số lượng đông, bao nhiêu bệnh ha, dùng mà có kết quả, rồi cái kết quả nó cao, nó bao nhiêu phần trăm thì mình hả đưa ra, mình hả công bố. Chứ có đâu mà mới đầu nói ung thư không, sau này là qua bắt đầu là chị bách bệnh ha. Mục đích quý vị chia sẻ thì nói chung là cũng cuối cùng là quý vị cũng muốn cổ xí Bạc Hà Núi, quý vị nói nó là thằng dược thuốc tiên thôi, không cho người ta từ bỏ Bạc Hà Núi ha. Anh TG Bạc Hà Núi kỳ 98 anh nói là ai dùng được dùng, không dùng được thì thành bài thuốc khác. Anh nói là anh nói theo miệng tôi đen khỏi chịu trách nhiệm thôi, nhưng mà cái clip mà Bạc Hà Núi kỳ 113 vừa rồi anh nói chú Bảy có lời nhắn gửi sau cùng, chú Bảy cũng muốn người ta không bỏ Bạc Hà Núi, đừng bỏ, cứ theo Bạc Hà Núi uống đi. Quý vị nói vậy, quý vị có ý đồ gì không? Quý vị cũng muốn người ta theo Bạc Hà Núi, quý vị muốn người ta theo Bạc Hà Núi để người ta sống, đó là cái tâm quý vị, không muốn người ta tâm thiện, muốn dùng thuốc để quý vị cứu người. Mà quý vị có chắc cái bài thuốc đó quý vị uống là người ta uống hết không, mà quý vị kêu người ta theo chắc 100% không? Mình chắc 100% mình đã kêu theo ngay chú Bảy. Nói chú Bảy nghe, mình là người tu, mình chắc ăn 100% là ai uống cũng giống bà Tám không? Ai uống hết giống bà Tám không? Chú Bảy dám chắc không? Chú Bảy chắc thì chú Bảy hay nói là tôi xin cam đoan với bà con 100% bà con uống là bà con sẽ khổ giống như bà Tám. Nhưng mà bà Tám tới giờ khối u bà cũng còn chưa hết nữa chú Bảy. Chú Bảy dám cam đoan không? Chú Bảy cam đoan đi, rồi chú Bảy đã kêu người ta theo. Tôi cam đoan 100% là uống Bạc Hà Núi lá đu đủ là sẽ giống như bà Tám này, đều hết bệnh hết. Thì hãy kêu người ta theo, rồi chú Bảy kêu người ta, rồi cuối cùng người ta uống không hết, rồi chú Bảy có chịu trách nhiệm không? Mà chú Bảy kêu, chú Bảy kêu người ta uống theo, rồi lỡ có sự cố gì chú Bảy có chịu trách nhiệm không? Chú Bảy có phải thầy thuốc không? Chú Bảy có nắm sanh tử trong lòng bàn tay chú Bảy, chú Bảy hiểu thể trạng người ta sao không? Chú Bảy ở chỗ một, chú Bảy gãi thuốc, chú Bảy đi cho là vô tội giả. Người ta uống hết thì bớt thì điện tới là quý vị, một quý vị tới được, tới hai quý vị điện điện thoại quý vị nói, quý vị ghi hình. Nhưng mà những cái hết bớt đó là do gì? Hầu hết là do là tôi nói là có nhiều, rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà cái quý vị muốn là quý vị áp đặt vô là Bạc Hà Núi. Bạc Hà Núi nó có làm được cái gì đâu. Bởi vì tôi mới nói trong một clip đó, ai uống hết Bạc Hà Núi, ai uống Bạc Hà Núi mà hết bệnh, nan y thầy chơi bác sĩ chạy là tôi tặng tiền, là tôi đang nói sốc quý vị. Tôi nói nếu quý vị bỏ lá đu đủ ra, uống Bạc Hà Núi 250g, không đừng uống lá đu đủ, mà quý vị nói là Bạc Hà Núi là trị ung thư là thằng dược, thì quý vị bỏ lá đu đủ ra, đừng uống lá đu đủ mà uống Bạc Hà Núi hết, mà bệnh nan y thầy chơi bác sĩ chạy thì tôi tặng tiền. Là tôi đang nói sốc quý vị, tôi đang nói ý cho quý vị nghe. Quý vị anh TG anh tưởng đâu là
ai uống hết thì chỉ ra đây tôi tặng tiền. Nghe kỹ cái clip đó tôi nói ha, giúp đúng thì là giúp, mà giúp không đúng thì thành hại. Có rất là nhiều chuyện để mình làm phước làm thiện ha. Mà mình hiểu mình am tường cái gì thì mình đã giúp thì nó mới đúng, mà nhiều khi nó còn chưa đúng. Còn huống chi mình đâu có biết thuốc biết men, đâu có biết sanh tử người ta mà mình cho vô tội dạ gì ha. Nhiều người uống được bao nhiêu người khỏi hết, mà mình đi cổ xí mình tiếp tục mình vận động cái gì cổ xí nhiều chừng nào, sau này cái quả của vị nó sẽ trổ nhiều chừng đó. Như vậy cho là cổ xí được vài người uống hết bớt, hợp vị có phước à? Trong đó quý vị mượn cái bà tám này, vụ bà tám này là một cái hình mẫu, mượn bà tám này cái chuyện mà bà uống bạc hà núi lấy đủ trong cái giai đoạn mà 48 to quá chị ha, uống trong 3 ngày 7 ngày quả là một trường hợp là hy hữu ha. Quý vị có đảm bảo là ai uống 3 ngày bớt 7 ngày hết giống như bà tám này không, 100 người uống giống như bà tám này không? Hoàn toàn không, không có chuyện đó. Cho nên là mình phải chứng minh là cái chuyện đó là chuyện không thể xảy ra. Bà Hà Núi Lâu Rủ nếu mà nói ai uống cũng giống như bà tám này 3 ngày bớt 7 ngày hết thì bệnh viện ung bú mấy bệnh viện ung thư nước Việt Nam mình dẹp mẹ hết. Để cho quý vị chị ai ung thư rút rễ đi thì ăn gì theo bệnh viện chi tốn tiền, theo bệnh viện chi cho nó mệt mỏi. Quý vị dám đảm bảo không? Quý vị dám đảm bảo là ai uống giống bà tám này uống hết không? Mà quý vị đi cổ xí, quý vị đi rồi vận động người này người kia quyên góp tiền bạc mua bạc hạ núi cho, rồi những người ta uống không hết, không bớt, người ta nguy kịch tính mạng, người ta mất cái mạng người ta luôn đó, là mấy người đó là tại ta xui hay sao? Tại xui là tới số không? Mình nói là nặng cỡ bà tám bệnh viện kia trả về ngáp mà uống vô còn hết, uống 3 ngày bớt 7 ngày hết. Vậy thì mấy cái bệnh khác người ta còn quá mạnh, người ta uống cuối cùng người ta đai cái đứt bóng đó là tại người ta xui hay sao? Nếu mà nó hay là nó phải bắt di bắt dịch, ai uống cũng giống bà tám này hết thì tôi đâu có nói làm gì, tôi đâu có phản ánh cái gì làm gì. Tôi nói đến người bệnh đó là người ta thận trọng thôi. Rồi tôi thấy quý vị là nhiều cái bình luận vô là các cái kênh quý vị là xóa hết trơn. Nhà tôi uống 2 tháng rưỡi 3 tháng 4 tháng lúc quý vị mới chia sẻ uống rồi cuối cùng cũng đem chôn, rồi sau đó mấy cái bình luận đó tôi thấy xuất hiện xong thời gian chút xíu nhấp nháy rồi tôi chụp lại, rồi là chút xíu kiểm tra lại hay ngày sau hay vài bữa sau kiểm tra lại cũng gì xóa sạch mất tiêu chứ. Không có ý đồ thì xóa cái đó làm gì, mấy cái bình luận trái chiều đó xóa làm gì. Mình quen người này kia hết bớt rồi biết bao nhiêu người tôi uống nguy kịch đó, tôi chia sẻ nó sao không liên hệ tôi lại quay dẫn lại tôi có nói sai nói không đúng hay không. Mấy trường hợp đó là tôi chia sẻ là bệnh rất là nhẹ đó, mà cuối cùng thì sao tôi uống vô người ta đai là sao hả? Của gì kiếm đường của gì đổ thừa tại uống không đúng này kia, rồi ăn uống không cử kiên, không niệm Phật, không phải con Phật, không đổ. Nói chuyện với chật lắc, nói chuyện khoảng khoa học hả? Nói chuyện là không theo luật nhân quả luôn, không theo triết lý nhà Phật luôn. Tôi không biết của gì là tu theo hướng nào mà có những cái lý luận giải thích ngộ. Đôi lúc á, cái triệt thiện mình thấy là cái nhân thiện nhưng mà nó lại trộn quá. Đôi lúc những cái tôi lên tiếng cái gì cho là ác nhưng nó là nhân thiện. Tôi đang lên tiếng để nhiều người người ta đưa ra cái lựa chọn, uống không được thì nên tìm thầy tìm thuốc để tham gia, để không có bị ngộ độc, bị trúng độc, bị những cái hậu quả xấu ảnh hưởng đến tính mạng. Người ta không bị sao khi nghe tôi nói là quý vị nên là cảm ơn tôi mới đúng. Nhờ tôi nói mà người ta không có đi vô vết xe đổ, không có đi vô những cái người mà uống đã bị nguy kịch, uống cuối cùng cũng bỏ mạng. Đó là cái quả quý vị nó nhẹ một chút. Còn bây giờ mình chia sẻ thì mình chia sẻ theo hướng khác, là hướng để an toàn, để quỷ bỏ trách nhiệm. Tôi nói quý vị đừng nói gì về đạo lý nhà Phật nhân quả gì. Mọi cái kiến thức pháp luật không quý vị, còn quý vị đang làm cái chuyện quý vị đang làm cho là tốt đời đẹp đạo, là cái chuyện quý vị cho thuốc vô tội dạ cái kiểu đó. Thứ nhất là thuốc có độc, thứ hai là xài vô tội dạ với liều cao, với cái công thức áp đặt chủ quan gì ý chí
ha, người này uống được, người kia bị hại ha. Thêm cái mình không có độ chuyên môn, mình không có chứng chỉ, bài thuốc không kiểm chứng, chưa được chứng minh, chưa được Bộ Y tế công nhận, mình đem ra mình xài mình cho như vậy ha, là ảnh hưởng tới mạng người, là cái đó là pháp luật nó đã truy cứu mình ha. Bao nhiêu đó thôi mà có cái người bệnh người ta uống cái gì cho là bệnh nặng cỡ như bà Tám uống hết, mà bệnh bình thường người ta uống, người ta gặp sự cố nhân mạng, người ta ảnh hưởng nhân mạng, người ta là ta gửi đơn, một đơn thôi là quý vị đã thấy, quý vị đã thấy là quý vị là có thể là đi tù. Đi tù vì cái gì? Vì mình không có biết về thuốc men, không biết về cái pháp luật, mình chưa được bài thuốc, mình chưa được công nhận, chưa được kiểm chứng, mà mình cho người ta uống, mình nói bà này nặng dữ lắm uống còn hết nữa, mấy người kia thì bình thường thì cứ uống đi, uống sẽ khỏi. Người ta uống không khỏi là mình mang tội ngộ sát ha. Mình không có chuyên môn kiến thức mà mình làm ẩu, làm sai pháp luật. Mình nói tại vì mình thương người, mình làm mình giúp. Không có quý vị là thầy thuốc người ta, bác sĩ người ta, bệnh viện người ta không giúp được cho bà con ai sao? Quý vị là có phải là tham công không? Háo danh tham lợi không? Không có quý vị là người nào giờ người ta không có trị được, người ta không có thuốc trị ung thư, không có giúp được bà con. Các thầy tổ khác là không có giúp được, tôi không giúp được. Tôi đưa lên đây có nhiều bình luận như anh nhắc được. Ảnh nhảy qua bên mấy cái kênh quý vị là ảnh khen quý vị này nọ kia đồ. Thấy trong clip đó bà Hà tính TG thì bà Hà Núi thì 113. Nó là bà Tám này, quay lại bà Tám này rồi coi thầy Vũ chắc tức chết. Tức dữ lắm mà nghe. Mắc gì tức trời. Cái chuyện tôi làm thầy thuốc hồi nào giờ, cái chuyện sanh tử người ta, nhiều khi đợi đây, đợi tới nhà thuốc tôi là khiêng đi xe cấp cứu lợi khiêng, sau đó nhảy xuống đi bộ luôn, đi bình thường, sống nhăn răng bình thường, sức khỏe bình phục. Tôi làm được biết bao nhiêu chuyện nữa, cái chuyện chết sống người ta tôi thấy biết nhiều nữa ha. Chứ đâu phải mà tôi không thấy, tôi không giúp được. Tôi có thấy cái chuyện đó là chuyện lạ trên đời thôi, có gì lạ đâu. Sanh lão bệnh tử, rất là nhiều người trong nhiều trường hợp muốn gì tới nhà thuốc tôi, vậy tìm hiểu kỹ về tôi đi. Tôi có tự có một cái cô mà cổ đến rồi cổ đi bằng xe cấp cứu, nằm trên xe cấp cứu không có xuống được, còn ngoe ngoe nhúng nhích được có mấy ngón tay ngón chân. Sau này tôi uống thuốc hết rồi đi bán vé số cày cày gầm gầm đó. Có gì là lạ đâu, nó cũng bệnh viện thầy chê bác sĩ chạy đó. Tôi thầy thuốc quen thôi, vô danh tiểu tốt thôi mà tôi còn làm được mấy chuyện đó nữa, có gì lạ đâu quý vị. Mà anh nói là tôi thích bà Tám, bà bớt, bà khỏe được thì tôi mừng nha. Nhưng mà từ cái chuyện mà bà chia sẻ với Quang Hỷ, bà chia sẻ cũng có thể theo hướng đúng như thế này. Nếu những cái người mà YouTuber người ta chia sẻ theo cái hướng mà có nhân văn á, có hiểu biết về kiến thức pháp luật, hiểu biết về thuốc á, thì người ta sẽ chia sẻ theo cái hướng khác. Cái hướng không có đẩy nó lên thằng vực thuốc tiên, mà người ta sẽ nói rõ cái bạc Hà Núi lá đu đủ này ngay từ đầu quá, chứ không phải bây giờ mới nói. Khi mà tôi phản ánh, tôi phân tích ra, mấy anh sợ mấy anh nói theo tôi nha. Lúc trước mấy anh nói là mấy anh muốn khẳng định là ai uống cũng hết là dụng khẩu chân á. Tôi lên tiếng là mấy anh phải kích làm sao cho người, mấy cái con chim mồi nó nhảy vô bình luận nó chửi tôi này, nghe nói theo đăng clip nào lên cũng có người chửi này nọ kia. Nha, mà cũng gì đấy, một clip gì được mấy người chửi, 3-7-5 người chửi, 1.000-2.000 lượt xem. Nha, bao nhiêu người chửi tôi, cái người ta hiểu, người ta biết, người ta không có chửi. Người bệnh người ta đang uống mà Hà Nội, người ta không có chửi tôi đâu. Chỉ có những cái con chim mồi nó mới chửi tôi thôi. Thì mình chia sẻ để mình nói. À, cái trường hợp của bà Tám mình nói rõ là cũng vô quá chắc được đó, là 48 chai, bác sĩ chỉ định là 50 chai. Thì cũng đến một giai đoạn mòn mỏi. Thì trường hợp bà Tám là sau đó lão biết khi bà Hà Núi bà ngã qua bà Hà Núi. Chứ còn nếu mà không có bà Hà Núi bà vô thêm 2 chai nữa cũng không chừng bà cũng hết. Chứ không phải là nếu bà chết thì bà đã chết rồi, ở những kỳ đầu rồi, không phải đợi vô tới 48 chai nha là bà mới chết. Thì vấn đề vô đủ thì khối u nó bị khống chế lại, thì ngưng quá chắc thì tóc tai ăn uống trở lại. Vô quá chắc thì cái tác dụng phụ của nó là ăn uống không được, cơ thể suy nhược, nhìn như con ma lè. Ai mà chẳng bị như vậy, đó là tác dụng phụ thôi, tóc tai cũng hết. Hết cái kỳ quá trị rồi thì ăn uống trở lại, nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng này kia trở lại. Bệnh hết không hết gì thì nó cũng phục hồi, tóc tai nó mọc ra trở lại bình thường thôi.
giai đoạn tụi nó bệnh thì giống như mình đi lên ngọn đồi rồi mình trở xuống nó chứ không trở trở về lại thôi, chứ có gì lạ đâu quý vị. Thì đó là may mắn là do uống được đó thì 48 chai đó cộng với lá đu đủ à, rồi nó cộng thêm được lá đu đủ thì nó mới có cái kỳ tích xuất hiện, là tạm thời khối u nó bị đình chỉ, nó bị đóng băng lại đó, nó nằm im đó thôi chứ có hết luôn đâu. Chừng nào nó hết luôn mình mừng, mình hả mừng, nó chưa hết nó còn nằm yên, nó đi khám lại còn nằm yên thinh, 4 5 tháng mà đi khám lại còn nằm yên thinh mà hết thằng nào. Thì mình nói ở giờ trường hợp như vậy nè, thì ai bệnh giống như bà Tám mà vô quá chắc không nổi hay là nhắm thầy chơi bác sĩ chạy thì quý vị cứ uống cầu may thôi nha, uống thôi coi sống thôi. Rồi quý vị mượn cái này là cái kinh chính, cái kinh số 1, cái kinh TG, ảnh đăng cái kinh CB, cái kinh TH. Đầu mấy ảnh thiêu dệt nè, anh TH ở Vĩnh Thanh, Cần Thơ, ảnh thiêu dệt, nó nói là tiên hạ phàm cho mày thuốc này nè, là thuốc tiên đó chứ không phải thuốc thường, ai uống cũng hết, ai dùng cũng khỏi. Chú ba ở Thọ Sơn cũng vậy nha, ai uống cũng hết, ai dùng cũng khỏi, chứ không ai uống có sự cố gì trên. Ông sư ở Cô Tô cũng vậy ha, là ai uống cũng hết chứ không có ai uống bị sao. Mấy ông tu mà mấy ông nói giọng nữ, mấy ông nói có sai sự thật, mấy ông không hiểu biết về bệnh lý, mấy ông không hiểu biết về thuốc, mấy ông là mấy ông mới là chủ quan, mấy ông nói, mấy ông chia sẻ, mấy ông cho là chuyện đó mấy ông làm thiệt để người ta theo, người ta uống là rớt bệnh lên rớt bệnh xuống, là nhiều người thảm hại đau thương. Nó tôi lên tiếng tôi phản ánh để bà con cảnh giác, đúng với là mấy ông phải hiểu được cái điều tôi nói, mấy ông phải tìm hiểu tới, mấy ông như con người có đạo có đạo đức ấy. Thì mấy ông phải tới, mấy ông phải tìm hiểu coi ông thầy này ông chia sẻ ông nói gì đúng hay sai, có thực tế vậy không. Ví dụ 10 người uống mà 5 người hết, 5 người không hết thì cũng không nên là chia sẻ rầm rộ vậy, chia sẻ thì là mình phải nói cho nó rõ, rồi cứ sau này bắt đầu mở ra uống bệnh gút bệnh này bệnh kia nọ kia gút bệnh nhức mỏi này kia, uống lá đủ vô thì lá đủ nó chữa khớp được mà, muốn nó tạm thôi. Rồi bây giờ là rồi tôi chia sẻ đó rất nhiều người, ví dụ như cái em gái ở kế nhà chú qua ông đấy chú uống cái khối u nó là ông nó của nó là ông đi lấy cho nó uống là trong cái liệu trình đầu là uống đi khám lại là bệnh viện nó đo là giảm là 30% luôn, có gì 3 phần là giảm được 1 phần, rồi sau đó nó uống thêm 2 liệu trình nữa thì kết quả là khối u nó căng bóng lên luôn, nó muốn nổ luôn rồi bắt buộc phải đi mổ bỏ để thôi, ảnh hưởng tới tính mạng. Vậy thì cái đó là sai nha, tôi nói những cái chia sẻ lên những cái thực tế vậy là tôi sai, tôi nói tầm bậy, tôi phạm giới luật, tôi phạm y đức, tôi nói vậy là tôi khẩu nghiệp. Quý vị có những cái bình luận tôi nói lên vấn đề gì, tôi nói về thuốc, về chuyên môn, là tôi là một cái người thầy thuốc, một cái người thầy giáo, cái chuyện nào nên phản biện tôi phản biện, tôi nói đúng, tôi nói đúng, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và mặt nhân quả. Còn quý vị một số người á, cái vô minh của mình nó dày quá, mình không có hiểu tôi nói cái gì mà nhảy vô, chưa hiểu người ta nói đúng sai như thế nào, người ta nói vậy có nên hay không nên, người ta nói đâu có sai pháp luật của gì, người ta đâu có dùng thuốc để hại người, người ta đâu có làm gì trái đạo trời mà phải bị quả báo này nọ kia. Quý vị nhảy vô quý vị là cái gì, quý vị là phước đức làm được hơn tôi chưa, nó phước đức nhiều hơn tôi chưa mà vô gỗ xả tôi là ông sẽ bị quả báo rồi bị trời diệt này nọ kia, nói tầm bậy tầm bạ không. Tự nhiên mình đi vô đây không chánh niệm, không chánh kiến, không chánh tư duy, không có chánh ngữ, nói vậy là quý vị mang nghiệp, nghiệp nó quật quý vị cho quý vị biết, chứ ở đó mà quý vị đi gỗ xả người ta. Mình làm phước, thực sự làm phước, tâm làm phước là mình sẽ có phước, còn mình không hiểu biết mình đi vô mình gỗ xả người ta là mình mang nghiệp, cái nghiệp khẩu nghiệp nó nặng lắm, gần chết đó. Lão đầu mới lập bàn hương án, lập bàn Phật này kia lại đó, nguyện gái kêu niệm A Di Đà này nọ kia, còn bình thường đó thì còn sống đó thì hơn thua tranh đấu với khẩu nghiệp. Tôi làm thầy thuốc làm từ thiện, nhảy vô nói tôi làm từ thiện làm ăn tiền, rồi nhà thuốc tôi bị ế, rồi tôi lên đây tôi lên tiếng nó bôi nhọ tôi, anh TG Bạc Hà Núi, anh CB đó, nha, là nói tôi là nhờ hai anh là vận động mua đất mua cát để trồng thuốc, mà tôi nhờ mấy anh không giúp tôi, thành ra tôi nói xấu mấy anh nói tầm bậy tầm bạ, không mấy anh nói cái chuyện đó nói chật lắm.
Mình nghe nói mấy anh cũng đang tu mà nói chuyện tầm bậy tầm bạ, không giọng ngữ không có chánh ngữ. Mấy anh chứng minh cho tôi, mấy anh nói mới thẳng cái vấn đề đó đi, bằng chứng tôi nhờ mấy anh là đâu đâu có cần. Mấy mốt tôi điện cho tài sư banh đó là ghi hình hỏi em, nó xác nhận là không 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 có nhờ không. Anh TV đó, anh điện anh bơm, mình điện ghi âm tài đó, anh tài nó trả lời nó có nhờ không. Rồi anh nói gì đầu tóc tôi thế này thế nọ thế kia, anh CB bữa nay xin lỗi anh nha, hổng gài bận quá không có cạo râu, không biết có bị anh nói nữa không. Tôi không có lo ngoại hình tôi đâu quý vị nha. Tôi nói quý vị thôi, hồi trẻ tôi cũng coi được lắm, tại vì bây giờ tôi làm nhiều thầy quá, vừa thầy giáo ha, hồ sơ sổ sách năm kiến thức nó luôn thay đổi, hiện nay thay sách là tôi cũng điên đầu với cái vấn đề bên giáo dục. Thứ hai nữa là tôi là thầy thuốc, tôi đi hút thuốc cho bà con ha. Hàng ngày tôi phải giao tiếp rất là nhiều người, trả lời máy điện thoại, và tôi phải lên gần tôi lấy thuốc, và tôi về tôi phải đi lấy thuốc chở thuốc ha. Và tôi đi chăm sóc những bệnh nặng nha, rồi tôi còn phải lo gia đình tôi nữa, rồi tôi phải lo đi trồng thuốc ha, chăm sóc mấy cái vườn thuốc. Thành ra tôi không có thời gian mà chăm chút cái ngoại hình của mình. Tôi ăn nói cũng không phải mà mượt mà bóng bẩy văn qua gì đâu. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy hả ha. Ha, cho nên là tôi không có chú ý ngoại hình của mình đó. Cho nên là cũng thông cảm, đừng bươi móc chỗ đó ha, đừng có đánh giá người qua cái vẻ bề ngoài ha. Mình như vậy là mình còn chấp tướng ha, còn chấp tướng. Cái anh CB anh chấp tướng. Còn tôi nói hôm nay tôi cũng để xem cái phản ứng quý vị sao. Nên lên mạng anh bôi nhọ vu khống tôi ha, làm anh vi phạm vô cái luật rồi. Tôi nói là nếu mà tôi thưa mấy anh á thì cũng ảnh hưởng tới uy tín mình, danh dự mấy anh chứ sao không. Tôi bắt mình phải xin lỗi tôi, mình cùng lắm cũng xin lỗi thôi. Rồi mấy anh lên mạng mấy anh nói tôi, nói xiên nói xỏ tôi, mấy anh nói thầy dụ này nọ kia đồ, mấy anh nói nha. Rồi hổng là gì, anh lên mạng nói xấu tôi thì bắt đầu là tôi phải phản ánh với YouTube chứ. Tôi đập anh cái clip đó không được thì tôi kiếm clip khác tôi đập anh là bù qua cái clip đó. Mấy clip mày nói xấu tôi, mấy anh nói sai tên, mấy anh xảo bản chất, ai vạch trần ai mới xảo, ai mới lộ rõ bản chất. Mình nói xấu tôi mà mấy anh còn xảo, mấy anh nói tránh nói giảm bạn chơi YouTube mà đập cái clip đó không được. Chặn cái clip lên còn để là anh gieo gắt anh nói xấu tôi cho cộng đồng mạng, nhờ cộng đồng mạng nhảy vô binh vực mấy anh chửi tôi. Tôi đập mấy anh clip đó không được thì tôi đập clip khác. Tôi yêu cầu gỡ xuống anh vi phạm mà anh quay nói xấu tôi, rồi clip kia là anh đưa hình ảnh tôi lên thì tôi phải yêu cầu gỡ thôi chứ có gì đâu mà xấu với tốt. Còn vấn đề vụ YouTube nó gà, anh không nói đích danh thầy Vũ Khúc Nam nhà bạn, nếu mà nó xét bằng tiếng Việt tôi cũng khiếu nại, nó xét bằng tiếng Việt mà anh đưa những clip đó anh nói xấu tôi ha, anh xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì bắt đầu mới mốt cũng đập anh lại, tiếp tục mấy clip nó cũng đập anh nữa. Còn không đập cái trên YouTube thì tôi đập bằng pháp luật ở ngoài, kiện mấy anh ra tòa cũng được. Nhưng mà tôi thấy mấy anh làm thì nói chung mấy anh làm cũng vì tiền thôi, cũng vì tiền để lo vợ con thôi, cho nên là tôi cũng xét thấy cái vấn đề đó cũng chưa cần thiết phải làm lớn chuyện vậy. Chừng nào quá đáng nữa thì tính sao ha. Chứ ở đây không phải là tôi sợ mấy anh ha, tôi không phải là tôi đây là con người ngay thẳng, làm gì ngay thẳng nói thẳng. Tôi không sợ thế lực nào, không sợ bất cứ người nào, cho dù quý vị đông hơn tôi, quý vị là có đủ kênh ha, kênh CB, kênh TG của quý vị nè, kênh TH ở Vĩnh Thanh nè, có đệ tử Thành gì đó ha, là đệ tử kênh đó cũng mấy chục ngàn người đăng ký, cũng đăng clip nói xấu tôi luôn ha, là cũng bốn kênh đăng. Thì thôi cái chuyện hơn thua nói tới nói lui ha, tôi cũng không có muốn lùm xùm lên trên đây nói là không có tôn trọng khán giả xem. Nhưng mà cái vấn đề về cái lý luận bệnh lý đúng sai nha, nên hay không nên chia sẻ, cái gì mà quý vị hiểu đúng chia sẻ đúng thì quý vị làm phước, thì quý vị cho là quý vị có phước.
còn lại những cái nào mà chủ quan duy ý chí của mình chia sẻ sai thông tin, sai lệch thông tin chính, làm hại ảnh hưởng sức khỏe nhiều người thì quý vị sẽ chịu trách nhiệm ha, về mặt cái nhân quả ha, là tội phước quý vị. Con người mình hơn thua tranh đua tranh đấu, nhưng mà cuối cùng là mang theo là cái gì, là cái tội và cái phước. Quý vị cho là quý vị chia sẻ giúp được một người, hai người, mười người, trăm người, quý vị đang làm phước, đồng thời nhiều người quý vị làm cho người ta uống không có kết quả nha, người ta bệnh tình ta nặng thêm, ảnh hưởng đến tính mạng người ta, thì cái đó có tội không? Quý vị nghĩ quý vị có tội không? Quý vị đang làm phước à? Làm phước mà nhiều người phải điêu đứng, phải khổ sở. Chừng nào quý vị chia sẻ 100 người, uống 100 người ok, hoặc là mấy người không hết, không sao hết, thì chắc đó tôi không nói. Tôi nói chi cho nó mệt. Hơn thua với quý vị làm gì? Cái tôi không có muốn hơn thua quý vị, nhưng mà cái tôi quan tâm, tôi nói mòn mỏi, tôi nói không có mệt mỏi, là tôi đấu tranh, tôi phản biện những cái luận điệu sai trái về thuốc men. Thì những cái chia sẻ của quý vị là làm thuốc là làm trên mạng người, cho nên không có được tắc trách. Phước hay họa thì thời gian nữa quý vị sẽ tự hiểu. Quý vị càng chia sẻ chừng nào mà sau này người ta uống đến một giai đoạn mà coi như bảo hòa rồi, mà không hết, không mang lại kết quả, mà rất là nhiều người, cái số người không hết càng ngày nó càng tăng lên, thì là làm cho uy tín của quý vị là nó đi ngược xuống. Quý vị càng chia sẻ nhiều trường hợp chừng nào người ta uống bắt đầu là sẽ tăng theo. Ví dụ quý vị chia sẻ 10 hết thì có 100, có 1000 người uống theo, 100 ngàn người uống nó được có mấy người hết à, còn hàng ngàn người không hết nó cứ tăng lên, là mười mốt là coi như những người không hết đó, người ta tự, người ta đâu có còn tin quý vị nữa. Người ta nói quý vị nói dốc, nói xạo, nói tào lao, nhắc đó người ta quay lại người ta khinh miệt, người ta nói quý vị là quý vị vì cái mục đích là quý vị kiếm tiền YouTube ha, quý vị mới là không có buông bỏ cái bạc hà núi này. Mặc dù biết nó có hại, mặc dù thầy thuốc người ta lên tiếng, nhưng quý vị vẫn công kích, vẫn nói xấu thầy thuốc để quý vị tiếp tục quý vị cổ xí cho bạc hà núi nha. Đó là cái hành vi là không có tránh, không có đúng nha, là sai lệch. Cho nên là thầy thuốc như tôi là lên tiếng chia sẻ. Còn những người nào mà muốn bình luận muốn này kia, tôi có cho số điện thoại ở đầu clip tôi đó. Có những lý luận nào mà hay ho, hay là có những cái lý luận mà nó xác đáng, nó đầy đủ, nó thuyết phục đó, thì điện tới nói chuyện trao đổi với tôi nha. Chứ đừng chơi mà lên đây bình luận ném đá dấu tay, rồi tài khoản không có tên tuổi, không có hình ảnh gì chứ, nghĩa là bình luận nói sàm sàm, nó khơi khơi. Những bình luận đó tôi chỉ ngón tay xuống là quý vị hiểu, hiểu tôi là xem thường mấy cái bình luận đó. Những cái người mà vô học thì tôi không thích trả lời, không thèm quan tâm tới làm gì. Cái tôi quan tâm là sức khỏe của người bệnh. Thì bà con nghe nói, nghe tôi phân tích, hiểu được thì hiểu, còn mình tin thì mình cứ dùng quý vị. Mình tin thì mình cứ dùng, dùng coi coi cuối cùng có giống như tôi nói không. Mới đầu uống bớt đó, nhưng mà sau đó rồi là đâu cũng vào đấy, bệnh nó nặng thêm, hoặc là uống rồi thì có giống bà Tám đó không, có giống như họ chia sẻ đó không, thì tự quý vị trải nghiệm. Sức khỏe, cái mạng sống là của mình ha. Mình đặt niềm tin đúng chỗ thì nó có kết quả, đặt sai chỗ thì hậu quả mình gánh ha. Thầy Vũ Thuốc Nam tôi là nói điều nên nói, làm điều nên làm. Có gì phật ý thì cũng mong quý vị thông cảm, ai tin tưởng thì cứ việc dùng ha. Trước khi dứt lời thì kính chúc quý vị sức khỏe, an lành, bình an trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt.